mở được ổng phụ gì hết trơn á. Đây nè, đây là một đống thuốc luôn nè. Cậu hai kêu là đem vô sắc cho mở uống, mà phải nhớ là một ngày phải uống 2 lần. Thấy chưa, mở thấy mà có phước chưa. Thì cậu hai thương mở hai mà. Quan tâm mợ ha, thương mợ quá trời luôn. Mợ muốn gì nữa, con ước gì được như mợ vậy đó. Xe à? Vậy mợ ước vậy á, thì mai mốt đi tìm người khác lấy luôn đi. Thì ra trong lòng anh ta vẫn còn thương yêu nó đến như vậy. Hai đứa tụi bay thiệt tình á, cứ ráp lại là như chó với mèo. Ai biểu con chị, cứ thấy người ta là bắt chước muốn theo hoài. Thôi đi. Nè, uống miếng nước cho bớt giận đi. Uống hết giận phải không? Bực mình hết sức à. Trời ấy thì nóng nực, tiếng con nít thì cứ khóc tới khóc lui, chịu không nổi luôn à. Muội à. Dạ. Con vô coi dỗ em đi con. Dạ. Em đi đâu mà để con khóc muôn lời rúng vậy hả? Dạ, em mới đi ra ngoài có chút công việc. Lần sau nếu mà có đi đâu á thì phải tranh thủ về cho sớm, đừng có để con khóc đòi mẹ như vậy nữa. Dạ. Chị ba chắc là có công chuyện gì chẳng đặng đừng nên chị mới đi như vậy, chứ mần chi mà chút xíu chuyện chị la rầy dữ vậy chị cả. Phải đó chị, lâu lâu em mới đi ra ngoài có công việc thôi mà, đâu phải ngày nào em cũng bỏ con đi như vậy đâu chị. Tôi nói chẳng qua là tôi muốn tốt cho cái nhà này thôi. Vì làm mẹ thì phải lo tròn cái bổn phận làm mẹ. Chẳng hiểu sao dạo này á, chị cả cứ ưa xét nét tôi vậy. Ơi chị cả, trong cái nhà này chị đâu có ưa ai, trừ thằng Xanh với con Lụa ra thôi. Mà em thấy hình như chị ba hiền quá nên mới bị chị cả la rầy ăn hiếp đó chứ. Tôi cũng khó chịu và bực bội về chị cả lắm. Nhưng mà thân tôi là thân đơn thế cô, tôi biết phải làm cái gì bây giờ. Chị ba nghĩ vậy thôi, chứ bên cạnh của chị thiếu gì người chung thuyền. Thôi chị đi vô trong dỗ cho thằng nhỏ nó nín đi. Đi. Sao cậu cả lại đứng đây mình ên vậy cả? Lúc trước bà có nói với tôi là kéo bà ba vô. Sao tôi chẳng thấy bà động tĩnh gì hết vậy? Có rồi, nhưng mà tôi thấy chưa có được tin tưởng cho lắm, cho nên tôi chưa có để ngồi chung thuyền với chúng ta. Tôi thấy thận trọng thì tốt hơn. Biết rồi. Mà sao dạo này không thấy cậu cả đi thăm nom con Lụa gì hết? Bộ cậu cả sợ cậu hai rồi sao? Bà, chuyện ở xưởng gạo lúc này tốt không anh? Ừ,
Cũng bình thường. Anh đi đâu vậy? Anh lại qua phòng khách ngủ nữa hả? Ừ. Dạ thứ ba, có người đến tìm. Ừ. Dạ. Ông tìm ai? Mời ông ngồi. Ông tìm ai? À, tôi qua đây kiếm bà ba. À, Mũi à, con vô kêu bà ba ra đây con. Dạ. Mời ông dùng nước. À, cảm ơn. À, chẳng hay ông tới đây tìm chị ba có chuyện chi ha? À, hôm nay bà ba hẹn tôi qua đây để bà trả số tiền hôm trước bà mượn đó mà. Bà ba vay tiền của ông hả? Ừ. Chị ba, có khách của chị tới tìm kìa. Ông đi về đi, hôm sau tôi gặp tôi sẽ nói chuyện với ông sao ha? Đâu có được, bà hẹn tôi hôm nay qua đây để trả cả gốc lẫn lãi mà. À, tôi hẹn ông á 2 ngày nữa. Tôi gặp ông á tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng. Ông yên tâm đi ông nha. Bây giờ ông về ha. Vậy nha. 2 ngày là phải đúng 2 ngày nha. Trễ 1 ngày nữa là hả tôi sẽ qua đây tôi đòi ông hoạt động đó. À, ông cứ yên tâm về đi nha. Ừ. Chào hai bà, tôi về. À. Tại sao gì đi ra ngoài vay tiền mừng chi? Chuyện này á nếu để ông hội đồng và thiên hạ biết được á thì họ cười cho chết. Trước đây á em không cần phải đi ra ngoài để vay tiền. Nhưng mà bây giờ á cái gì á giá cả cũng lên mà tiền chi phí hàng tháng thì không có lên. Vì vậy mà em không đủ chi phí cho nên bắt buộc phải đi vay ở bên ngoài. Chị ba nói phải đó chị cả. Thời buổi này vật giá cái gì cũng lên hết á. Với số tiền mà chị cả phát cho tụi em hàng tháng không có đủ đâu vô đâu hết á. Hơn nữa chị ba còn có con có cái, còn phải lo chi tiêu đủ thứ hết á, thì làm sao mà đủ được chứ. Bởi vậy nên mới đâm ra chị ba phải đi ra ngoài mượn tiền. Là đờn bà, phải biết gói ghém sao cho nó gọn chứ. Ở bên ngoài có bao nhiêu người á nghèo khổ túng thiếu hơn chúng ta gấp bao nhiêu lần, mà họ còn nuôi sống được bản thân và cả gia đình nữa. Các dì á nên coi lại mà học hỏi với người ta cho quen dần đi. Thiệt tình á, chị cả thiệt là quá đáng mà. Chị ba còn có con có cái, hàng tháng lo đủ thứ chuyện hết á, làm sao mà đủ với số tiền mà chị cả cấp cho chứ. Chị cả chứ đâu có con cái gì đâu. Bởi vậy chị đâu có hiểu. Không ấy như vậy. Em á thì em không có bao nhiêu hết. Để lát nữa em đi vô trong em lấy, coi như là em góp một chút để chị trả nợ nha. Vậy coi sao được. Vì còn nhiều khoản phải chi tiêu nữa mà. Ôi em có gì đâu lo chị ơi. Em đâu có con có cái gì đâu. Có thân mình à, xài cũng đâu có bao nhiêu. Quan trọng là em muốn giúp cho chị. Ừ. Nếu vậy thì tôi cảm ơn dì Tư nha. Ừ. Nếu mình đuổi con lụa đi thì ông Sanh chỉ còn mỗi mình là vợ. Như vậy thì ổng sẽ... Sao? Kế hoạch đã bàn, mày thực hiện tới đâu rồi? Sớm chừng nào, tốt chừng đó. Con lụa nó đi rồi, mày trở thành mợ hai,
muốn gì mà không được. Nhưng mà nếu mà như vậy thì ông Sanh, ông sẽ cản trở tôi với anh Lợi. Trời đất, nhìn vô á, giữa thằng Sanh và thằng Lợi, ai hơn ai là biết được liền à. Đờn bà hơn nhau ở chỗ là phải biết lấy người, ai bảo đảm được cuộc sống cho mình. Con người á thì phản bội mình nay mai, chứ tiền bạc thì không bao giờ phản mình đâu con à. Coi bộ bữa nay chị cả rảnh rỗi dữ đà. Bộ chị không phải chăm sóc cho con lụa nữa hay sao mà ngồi đây đọc kinh kệ vậy chị? Thằng Sanh á, nó tin tưởng chị, giao cả sinh mạng của con lụa cho chị chăm sóc và lo thuốc men cho nó. Nếu như chị mà không cẩn thận á, rủi như có chuyện gì như vừa rồi á, thì khó ăn khó nói lắm đà. Chuyện xui rủi á thì không ai biết trước được, nhưng mà tôi tin trời cao có mắt, ai mần quấy á thì sẽ nhận hậu quả thôi. Nhưng mà ông trời á, ông ở cao và xa lắm, đợi tới khi ông có mắt mà thấy được thì có quá muộn không hả chị? Đừng có vội mừng. Người tính thì không bằng trời tính đâu. Nhưng mà có nhiều chuyện người tính vẫn hơn trời tính đó chị cả. Có người đã mần sai mà vẫn còn ngu muội, cứ tưởng mình tài mình giỏi, không ai biết, không ai hay. Thật là đáng nực cười đó. Nói thì có sách, mách thì có chứng chị cả à. Chị chưa có chứng gì cả mà đã dội nói lung tung như vậy rồi. Trừ khi không có mần thì người ta không có biết, còn nếu có mần thì có ngày cũng lộ cái mặt thật ra thôi. Dì Tư à, hình như là chị cả đã biết chuyện gì rồi đó. Đúng là con cáo già mà. Tốt nhất á, chúng ta phải hành động cẩn thận vẫn hơn. Sau này á, có gì cần á, dì cứ nói với tôi, tôi sẽ đứng về phía của dì. Cảm ơn chị. Gì vậy mợ? Trời ơi trời, nằm ở không bức trời bối. Mợ 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 ngồi xuống. Trời mợ muốn gì mợ nói sen, chứ mợ đi vậy không có tốt cho sức khỏe đâu. Rồi mất công cậu rầy nữa. Ê sen sen, ra bờ sông chơi không? Đi, đi ra bờ sông chơi. Ngồi xuống mợ. Ngồi xuống đi. Bỏ những cái ý định đó đi nha mợ. Chị hai, em biết á, mấy bà bầu thường rất là hay lạc miệng, cho nên hôm nay á, em đem trái cây qua cho chị ăn nè. Có đọc không vậy mợ? Im đi, nó bậy nó bạ không à. Thiệt tình thời gian qua em có lỗi với chị rất là nhiều. Em mong chị á, đừng có buồn lòng trong khoảng thời gian qua nha. Thiệt tình tôi cũng chỉ mong chúng ta sống hòa thuận vui vẻ với nhau thôi. Những lời em nói đều là thật lòng. Chị tha thứ cho em nha. Có gì đâu. Nè, uống nước đi. Mợ ơi, Sen đi xuống nha mợ. Ờ. Cảm ơn Mai nha.
Nè, tôi lột cho Mai ăn nha. Được rồi, chị ăn đi chị. Sao vậy? Gì vậy? Có chuyện gì nữa vậy? Mới bị la hay sao mặt bí xị vậy? Không có. Mà tại vì á, hồi nãy con đã chứng kiến một cái chuyện mà nó làm sao á Năm. Chuyện gì? Sao, chuyện gì? Sao chuyện sao? Gì nói Năm nghe. Sao chuyện gì vậy? Chuyện gì? Trời ơi, nhiều chuyện thấy ớn luôn. Thì mợ ba đó tự nhiên bưng trái cây qua bên phòng mợ hai làm hoài với mợ. Trời, thiệt vậy hả? Bưng trái cây qua. Ừ. Lần này là mặt trời mọc ở đằng Tây luôn á. Đúng rồi đó ha. Mà thiệt tình á, con không có tin là bà mợ ba bà làm chuyện này mà không có ý đồ gì ở trỏng đâu. Đúng rồi. Con cũng không tin luôn. Lòng dạ bà hiểm ác như vậy á, nghĩ sao bà đem trái cây qua mà bà làm quà. Bà làm vậy có khi là bà có âm mưu gì á. Có mưu chắc luôn. Đúng rồi đó. Chắc luôn. Ừ. Hay là có kế hoạch gì? Không, biết đâu bây giờ á là mợ đổi tánh đổi nết thì sao? Thôi không bao giờ đâu, con không bao giờ tin vô chuyện đổi tánh đổi nết đâu. Con cũng tin luôn. Anh Thời mới đi bắt cá về hả anh Thời? Dạ, có gì không chị? Cá có bán không anh? Dạ không, cá mang về nhà ăn. Vậy hả? Mơ ơi, dạ. Mua cá cho con đi. Nhưng mà bác đây đâu có bán cá đâu mua con. Nhưng mà con thích ăn cá. Thôi được rồi, thôi để tôi chia lại cho chị con, mang về nấu cho nhỏ nó ăn nha. Dạ, thôi cảm ơn anh nhiều nha. Nhiều tiền vậy cho tôi gửi anh. Ôi, tiền bạc gì, tôi cho mang về nấu cho nhỏ ăn được rồi. Rồi, nè. Trời ơi, thôi cảm ơn anh nhiều nha. Trời ơi, cá ngon quá trời. Dạ. Ủa mà hình như anh kéo xe ngoài chợ phải không? Lâu quá sao không thấy anh kéo vậy? Nhưng mà già rồi, nay đau chỗ này mai đau chỗ kia, không hợp kéo xe nữa. Bây giờ kiếm việc nhẹ làm thôi. Vậy hen. Thôi mẹ con tôi cảm ơn nhiều. Mẹ con tôi về trước nha. Con cảm ơn chú. Bà ơi, bà định làm gì vậy? Hả? Tôi đâu có làm gì dại dột đâu. Tôi soi bóng mình dưới nước thôi mà. Vậy mà tôi cứ tưởng. Ông tưởng gì? Ông tưởng tôi tự tử à? Tôi đâu có dại như vậy chứ. Mà ông đi đâu vậy? Tôi đi bắt cá. Tôi định mang qua bên bển cho hai bà ăn nè. Vậy cá đâu hết rồi? Chết cha. Trời, nãy tôi thấy bà, tôi tưởng bà tự tử. Tôi hoảng quá, tôi quăng rồi. Giờ không biết là còn con nào không nữa. Hãy
nó đi hết trơn rồi. Ê, để chiều đi tôi ra đồng tôi bắt thêm mấy con cá cho bà ha. Đi đi về đi hả? Thôi đi về. Sao mấy chuyện này á, chị không kêu người ở nó mần cho? Chị mần chi cho nó cực cái thân vậy? Trời, có gì đâu mà cực. Tưới có mấy cái cây cái cỏ thôi mà, cần gì phải tới người ở. Với lại tôi mà nằm một chỗ á, tôi thấy quải trong người lắm. Ờ vậy hả? Ừ, em bệnh trong người á, em nằm một chỗ em cũng thấy quải lắm. Hay là hai chị em mình ra ngoài chơi đi. Đi đâu? Em biết á, một chỗ này á, đẹp lắm. Ờ, chị đi đi. Với lại nữa nghe nè, mình đang có thai á, mình đi ra ngoài cho nó thoải mái thì sau này á, sanh con nó mới tốt được. Thôi đi, anh sanh á, anh không có thích tôi đi đâu hết trơn á. Đi ra ngoài mất công phật ý ảnh, phiền phức lắm. Trời, có gì đâu mà phật ý. Chị đi ra ngoài á, tốt cho con, ảnh mừng không hết nữa là... Hay là chị sợ đi với em? Làm gì có. Đi ra ngoài thôi phải không? Ừ. Đi thì đi. Đợi tôi xíu nha. Sao ở đây tôi thấy vắng vẻ quá vậy? Ờ, qua đoạn này là tới rồi. Chị ráng chút nha. Con Mai với con Lụa đã đi hơn một giờ rồi. Chắc giờ này con Mai nó đã đưa con Lụa vô bẫy rồi. Tèo ơi! Tèo ơi! Dạ dạ dạ. Tèo đâu? Dạ dạ dạ. Tới đây bà biểu. Dạ bà kêu con. Lại đây. Mày ra cửa hàng á, báo với cậu hai là mợ hai đã bị nạn ở ngoài bờ sông á. Đi nhanh lên đi. Vậy hả bà? Ừ. Có người báo là con Lụa nó đang gặp nạn. Cậu mau mà đi cứu nó đi. Cái gì? Lụa gặp nạn? Nó đi dạo ở ngoài bờ sông á, rồi bị trượt chân mà té. Tôi tính về kêu thằng Sanh, nhưng mà nó không có ở nhà. Cậu liệu mà tính. Ở đây mát quá à. Đứng đây không mát chút nha. Tôi thấy ở đây có gì đâu mà đẹp. Giờ thì không cần đến thằng Bình nữa. Tao sẽ cho mày đi đoàn tụ ông bà luôn. Thiệt tình tôi đâu có thấy cái gì đẹp đâu. Nhanh đi.
lên. Dạ. Trèo nhanh lên nữa. Dạ cậu. Trèo nhanh lên. Tấp vô đi. Tấp vô nhanh lên. Nhanh lên. Tấp sát vô. Dạ. Tấp sát vô. Tiền nè. Cậu, cậu. Cậu. Cậu đi đâu vậy? Lụa đang gặp nạn. Tôi phải đi cứu lụa. À, để tôi đi với cậu. Ừ, đi lại lên. Leo lên. Đi con. Đau quá. Em đi vào với dì ba. Không may là dì ba bị té. Cũng may là có anh cả với lại cậu Lợi tới cứu đó. Đi về. Bữa nay có chuyện chi mà con thấy bà có vẻ khó nghĩ vậy? Gần đây tự nhiên nó đối xử tốt với con lụa. Bộ con không thấy lạ sao? Ý bà nói là mợ ba. Ừ. Ờ hen. Sao tự nhiên mợ ba đối xử với mợ hai tốt ngang hông vậy ta? Chắc chắn là có âm mưu rồi bà ơi. Ừ. Ba Năm à. Dạ. Dạ, thưa bà cả. Sáng giờ bà có thấy mợ hai đâu không? Dạ, thưa tôi thấy mợ hai với mợ ba đi ra ngoài từ sớm rồi. Biết hai đứa nó đi đâu không? Ừ, dạ, tôi không biết thưa bà. À, thôi, bà đi mần công chuyện của bà đi. Dạ. Mợ hai á, mà muốn đi đâu thì cũng phải báo cho bà biết một tiếng chứ. Mợ hai cũng thiệt là. Sao không thấy đứa nào hết trơn vậy nè? Sao mày vắng que vậy? Ủa bà. Ừ. Tụi nhỏ đi đâu mà sao cái nhà vắng que vậy bà? À, con Mai nó đưa con lụa đi chơi rồi. Vậy hả? Ừ. Vậy thì tốt rồi. Có những chuyện thấy vậy nhưng mà không phải vậy đâu ông ơi. Bà sao đã nghi quá. Ôi, đúng là có những người thích lấy bụng ta mà suy ra bụng người quá. Cái
Cái gì vậy? Dạ. Cái gì vậy? Đau quá. Dạ. Dạ. Cô Mai bị trật chân. À, dạ dạ dạ. Thôi con xin phép ông. Mà coi kìa, sao dì thẳng thốt dữ vậy dì Tư? Tôi có cái gì đâu mà thẳng thốt. Chuyện này dì không hiểu thì ai hiểu chứ. Chị nói vậy là ý gì? Sao hai bà nói gì tôi không hiểu gì hết vậy? Từ từ rồi ông sẽ hiểu thôi. Tôi đi vô đây. Đàn bà khó hiểu quá. Em có biết là em đang mang thai không? Thì tại em nghe dì ba nói. Dì ba nói với em á là đang mang thai, phải đi dạo thì lúc sanh con mới tốt, mới khỏe, cho nên em mới đi. Vừa rồi nếu người bị thương là em thì anh phải ăn nói làm sao với cha má đây hả? Sao lúc đó có anh cả ở đó nữa? Em cũng đâu có biết đâu. Cũng may là lúc đó có anh cả đi chung với cậu Lợi tới, còn không thì em cũng không biết làm sao nữa. Mà hên sao lúc đó có anh nữa chứ. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Anh không tin em sao? Em nghỉ ngơi đi. Anh nhẹ nhẹ thôi. Bị mần sao mà rước họa vô thân vậy? Con tính xô con lũ xuống vực, ai dè hả, nó ngồi xuống cái con lộn cổ luôn. Công nhận con đó phước lớn mạng lớn. Tại nó may mắn thôi. Sao cậu ở đây? Em nhờ cậu ta bốc thuốc rồi mang vô đây. Dạ, xin phép cậu. Cái chân của em sao rồi? Em cũng đỡ rồi, chắc vài ngày nữa là sẽ khỏi thôi. Em rủ lụa đi đâu mà để xảy ra nông nỗi này vậy? Em rủ chứ đi hồi nào. Chỉ một hai á là chỉ đòi đi chơi, xong rồi tới lúc anh cả ra em mới kêu chỉ thôi đi về đi, để người khác hiểu lầm. Chỉ không chịu về, chỉ còn đẩy em té nữa. Má thấy giữa hai người này đâu chỉ một lần đâu. Giữa họ có cái gì đó mà má còn nghe người ta nói. Hình như là cái thai ở trong bụng của con lụa. Không chừng không phải là con của cậu hai. Mấy người đừng có ăn nói lung tung. Thôi, bay nằm xuống lo nghỉ ngơi đi. Má đi về đi. Dạ. Thôi được rồi, bay đi vô nằm nghỉ đi. Ôi da.
Lụa có sao không? Nè, tôi hai người mà cái gì đó? Cái gì vậy? Lụa ơi, tôi yêu Lụa thật mà. Tôi yêu Lụa nhiều lắm. Khốn nạn. Lụa, 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 Lụa. Hình như là cái thai ở trong bụng của con Lụa không chừng không phải là con của cậu hai. Suy nghĩ gì mà đâm chiêu vậy hả con trai? Dạ, con nghĩ chuyện của Lụa và Mai đi dạo, rồi tự nhiên Mai gặp nạn, trong lúc đó lại có mặt anh cả. Con thấy chuyện không đơn giản như là Lụa kể đâu. Con nghi thằng Bình với con Lụa hả? Nè, con phải hiểu con Lụa hơn ai hết. Nó tuy là tánh tình hơi cố chấp một chút, nhưng mà nó không phải là người một dạ hai lòng đâu con. Con đừng có dại dột và rơi vô bẫy của người khác, nghe không con? Vậy mà nó vẫn thoát được. Mai, sao? Cái chân bị đỡ chưa? Dạ, con cũng đỡ rồi má. Trời, thiệt tình á. Qua cái chuyện này mới thấy thằng Xanh nó đối với bay bạc quá à. Bay bị như vậy mà chẳng thèm qua hỏi thăm một tí nào hết trơn. Tao thấy bất bình cho má con bay quá. Đứa nào cũng là cháu, mà má con bay á, người ta coi chẳng ra gì. Còn con Lụa thì được cưng như trứng vậy đó. Tao mà như bay á hả, tao không có để yên cái chuyện này đâu. Đồ tôi cần đâu? Đây. Phen này mày chết chắc.
để cái giỏ ở đây vậy trời? Cái gì vậy con? Chuyện gì vậy? Đừng có sợ. Con cảm ơn cha. Em có sao không? Em không sao. Không sao là tốt rồi. Sao tự nhiên có con rắn độc nó nằm ở đây vậy? À, cha. Tại con, tại vì mấy hôm nay có lẽ là trời mưa rồi rắn ngoài giường nó bò vô. Rồi con thấy con bắt con bỏ vô giỏ nhưng mà con quên đem đi. Sao con sơ ý quá vậy? Thế vợ con nó sợ không? Chị có sao không vậy? Chị có sao không chị? Không sao, cảm ơn mọi người. Tại tính tôi hồi xưa giờ tôi sợ rắn lắm. Thôi, không sao là tốt rồi. Cũng do lão hội đồng mà ra. Nếu lão không tới thì nó tiêu rồi. Cha về phòng cha đây. Dạ, cha về. Anh Quang nói rồi, em yên tâm nha. Ông Thời. Ủa bà, tự nhiên nay bà tới đây vậy? Ừ, vậy thôi tôi về. Kìa bà đừng có hiểu lầm. Tại lâu quá bà không ghé tới đây, thành thử ra hôm nay bà tới tôi bất ngờ quá. Mời bà vô đây ngồi uống nước. Mời bà ngồi. Bà uống nước đi. Ở nhà buồn quá, cho nên tôi đi một vòng cho khuây khỏa. Sẵn tiện tôi ghé thăm ông luôn. Ông à, sao ông không tìm ai bầu bạn cho đỡ buồn hả? Tôi nghèo quá, ai mà dám ưng. Ông còn trách tôi sao? Tôi mà dám trách ai? Có trách là trách thân mình. Nghèo quá cho nên thua thiệt với người ta. Nghe nói sáng nay con lụa xém bị rắn cắn. Rồi sao rồi? Chỉ bị sốc quá cho nên ảnh hưởng tới cái thai và sức khỏe. Mà với lại mấy ngày nay hả? Anh Sanh, anh cứ lạnh lùng với chị lụa hoài hả? Thấy tội nghiệp chỉ ghê má. Đang bụng mang dạ chữa mà còn đau khổ cô đơn nữa. Trời đất ơi anh cả. Nè, anh vô phòng tôi làm cái gì vậy? Lỡ có ai thấy người ta hiểu lầm rồi làm sao? Lụa yên tâm đi, thằng Xanh nó chưa có về. Hơn nữa tôi đã ngó xung quanh rồi, không có ai tôi mới dám vô đây. Tôi nghe lụa gặp nạn, tôi lo quá, tôi muốn vô đây thăm lụa.
Không có sao, tôi không có sao hết á. Tôi cảm ơn anh nha. Đây là loại thuốc an thai tốt lắm, Lộ uống vô đi để giữ sức khỏe. Tôi để đây nha. Nè, thôi đi, tôi không có muốn từ đây về sau có người hiểu lầm tôi với anh nữa đâu. Sẵn đây tôi muốn xin lỗi Lụa về chuyện ở nhà củi. Thật ra lúc đó tôi cũng chẳng biết tôi bằng chi nữa. Thôi được rồi, chuyện cũng qua lâu rồi, anh đừng nhắc tới nữa. Nhưng mà từ đây về sau tôi thật sự là không muốn mọi người ở trong nhà này bàn tán về chuyện của chúng ta nữa đâu. Loại thuốc an thai này tốt lắm, Lụa cứ uống đi. Nếu như hết tôi sẽ mua thêm cho Lụa. Cảm ơn anh. Nhưng mà tôi không cần đâu. Anh cầm. Lụa cứ cầm đi mà. Anh Sanh. Hai người có biết lương thực đạo lý là gì không hả? Hẹn hò bên ngoài chưa đủ sao? Bây giờ còn kéo vô phòng tôi hẹn hò nữa. Không phải, cái này là không phải như anh nghĩ còn đâu. Cô nữa, hết lần này tới lần khác cô lừa dối tôi. Tôi sẽ xử lý cô sao? Nếu có lỗi, người có lỗi là tôi chứ không phải là Lụa. Tôi xin lỗi Lụa. Em thật sự là không có gì với anh cả hết á. Anh cả đem thuốc qua cho em là tại vì anh cả nghe nói em bị tai nạn. Lo lắng quá. Mua cả thuốc tẩm bổ ăn thai nữa chứ. Nếu hai người không có gì, tại sao anh ta lo lắng cho cô như vậy? Với hành động của anh ta, tôi đang nghĩ cái thai trong bụng của cô, biết đâu là con của anh ta không chừng. Sao anh có thể nói cái câu đó với tôi và con được chứ? Tôi chỉ nói những gì tôi nhìn thấy thôi. Nếu không phải con của anh ta, tại sao anh ta lo lắng cho cô như vậy? Anh không cần phải nói nhiều nữa. Trời ơi, Lụa à, Lụa, con sao vậy con? Ngồi xuống đi con. Con bị sao vậy? Sao mà hai? Con không sao. Mau mau, con chỉ thấy đau bụng chút xíu thôi. Xuống bếp kêu tụi nó giả ngay một chén ngải cứu đem ra cho bà. Dạ dạ. Lụa à, qua đây con, qua đây, qua đây nằm. Nằm xuống. Con kê cái gối dưới mông á, nằm yên đi, thư giãn tinh thần, hít thở sâu cho nó thoải mái đi con. Thằng Xanh nó đâu mà nó không ở đây với con? Anh đi ra ngoài rồi má. Để má kêu nó về đây với con nghe. Không cần đâu má. Rồi hai đứa bay lại có chuyện gì nữa hả? Con mời bà uống nước. Dạ bà, để con quạt. Bà có tính nói chuyện của mợ hai cho ông nghe không bà? Ngày mai ổng về, ổng cũng sẽ biết thôi. Chuyện này bà nghĩ là có người sắp xếp sẵn để hại mợ hai phải không bà?
dù biết con lụa bị quan, nhưng mà chúng ta chưa có bằng chứng để vạch mặt tụi nó. Tự nhiên sao bà thấy nhức đầu quá. Con à. Dạ. Con đi ra ngoài với bà một lát nha. Dạ. Kế hoạch cuối cùng cũng đã thành công mỹ mãn rồi đó. Để coi lần này nó còn được ở trong căn nhà này một giây một phút nào nữa không. Con á cũng nhổ được cái gai trong mắt con rồi đó ra. Tại sao vậy? Tại sao mình lại đối xử với lụa như vậy chứ? Không thể nào. Không thể nào. Lụa ơi, tôi xin lỗi lụa. Tha lỗi cho tôi nha lụa. Tôi yêu lộ nhiều lắm. Khốn nạn. Tại sao lại làm gì? Tại sao vậy hả? Bà, thiệt con không ngờ là bà Tư chính là người hại mợ hai. Nhìn mặt bà Tư hiền lành như vậy, ai có ngờ đâu là bụng dạ bà ấy độc ác. Bà ơi, bây giờ chuyện xảy ra như vậy, bà có dự tính gì không bà? Chúng ta không được bứt dây động rừng. Bây giờ phải đi từng bước một. Sen à. Dạ. Có chuyện gì mà mợ hai mời ông bà ra đây vậy? Dạ con không có biết. Ngồi đi con. Dạ con thưa cha má, con xin lỗi đã làm phiền cha má. Con muốn xin phép cha má cho con được phép về nhà con ở chơi ít hôm. Con đang mang bầu mà đi đâu vậy?
Dạ con. Hai đứa cãi nhau phải không? Như vậy cũng tốt. Chừng nào con đi á, con cho má hay, má đi qua thăm má con luôn. Dạ con cảm ơn má cả. Con xin phép cha má cho con vô trong chuẩn bị hành lý. Sanh à. Dạ. Sao nó đòi đi vậy? Hai đứa có chuyện gì phải không? Dạ không có gì đâu cha. Cô ấy muốn đi thì cứ để cho cô ấy đi đi. Con à, nó là đứa có tình có nghĩa. Nó không phải vì tiền bạc đâu. Vì thế cho nên tiền bạc cái nhà này đối với nó không có nghĩa gì hết á. Vì vậy muốn giữ nó phải giữ bằng tình bằng nghĩa. Nó là chỗ dựa tốt cho con sau này đó. Nè, đừng có vì một phút nóng giận mà mất hạnh phúc cả đời đó nghe chưa. Dạ. Công việc ở trên đó sao rồi ông? Cũng bình thường thôi. Trong thời gian tôi đi á, ở nhà có chuyện gì không vậy? Cũng có vài chuyện, nhưng mà không có gì quan trọng hết á. Ông đừng có lo lắng quá. Ông đi đường xa về mệt á. Thôi ông vô trong nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dạ đúng đó cha. Để con đưa cha vô phòng. Chị cả, ở nhà đã xảy ra chuyện động trời như vậy, tại sao chị không nói cho ổng nghe? Chị không cần phải lo đâu. Đến một thời điểm nào đó thì tôi cũng báo cho ổng biết thôi mà. Ai ngay ai gian á, rồi cuối cùng cũng lộ mặt ra thôi à. Chị cả, trong gia đình á, chị là người thay ông phân xử mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình này. Cho nên á, mọi chuyện chị phải phán xét công bằng thì mới thuyết phục mọi người được chị à. Tôi mừng cái chi thì tôi biết, không cần tới dì ba nhắc nhở đâu. Rồi vô, xe qua cái cô bác ơi. Uống một chung với tôi đi chú Thời. Ừ, chờ tôi chút. Ê, sao rồi cậu? Mọi chuyện tốt hả? Vẫn bình thường. Tại nghe nói vợ chồng mợ hai không được thuận hả? Sao chú biết? Ngoài chợ người ta đùng rùm cái kìa. Cho dù Lụa có thai đi chăng nữa thì thằng Xanh nó cũng không giữ được cái cuộc hôn nhân này đâu. Chào bà. Dạ. Sẵn tôi ra chợ, tôi ghé tôi mua bịch đồ cho bà nè. Ông đó, kéo xe được bao nhiêu tiền đâu, mà lần nào qua bên này cũng mua cái này cái kia qua. Tôi ngại quá à. Đúng là tôi kéo xe ít tiền thiệt, nhưng mà tôi sống có mình ơn à. Thành thử ra là tôi đâu có xài chi nhiều tiền đâu. Ông à, hổm rày á, ông có nghe tin tức gì đằng đẵng không? Bên nhà ông hội đồng quá hả? Dạ. Ông, sao ông im vậy? Bộ có chuyện chi giấu tôi hả? Ông nói đi. Hình như là vợ chồng cậu hai sắp bỏ nhau rồi. Hả? Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ?
Con à, con đừng có suy nghĩ nhiều quá mà không có tốt cho em bé đâu. Con cứ về tịnh dưỡng một thời gian đi, rồi thằng Xanh nó sẽ qua rước con mà. Con nghĩ cái gì thuộc về mình thì nó là của mình, còn cái gì mà nó không thuộc về mình thì khó lắm má. Có níu kéo đi nữa cũng không được gì đâu. Thân phận của con nghèo khó, được sống sung sướng như vậy trong thời gian qua là đủ lắm rồi má. Nè, bay đừng có nói bậy. Vợ chồng là duyên là phận. Con có thấy cặp vợ chồng nào mà không có mâu thuẫn tranh cãi nhau không? Chén trong rổ lâu ngày nó còn khua mà con. Con thấy bà nói đúng rồi đó mợ hai. Mợ hai đừng có suy nghĩ nhiều quá rồi ảnh hưởng tới em bé. Với lại con thấy cậu hai thương mợ hai quá trời luôn. Con muội nó nói đúng đó con. Thôi đi đi con. Ủa, ai như con lụa vậy cà? Chàng đất ơi, con lụa về bà hai ơi. Trời ơi, bà cả, chào bà cả ngồi. Dạ, con chào hai bà. Dạ, thưa hai má, con mới về. Con xin phép, con đi vô trong. Con vô cất đồ đi. Cả nhà đang ăn cơm hả? Dạ, ăn dạ. Cơm. Cho tôi gửi con lụa ở đây một thời gian nha. Ủa? Một có chuyện gì sao? Ủa, chị cả, nhà lại xảy ra chuyện gì nữa hả chị? Cũng có chút chuyện. Hai đứa cứ mâu thuẫn tranh cãi với nhau hoài. Nó đang mang thai. Tôi muốn gửi nó về đây một thời gian để tránh mấy cái bẫy bên đó. Khi nào em xui thì cho nó về. Bà cả yên tâm, để tôi chăm sóc nó cho. Cảm ơn chị. Dạ, thôi sẵn bữa mời bà cả ăn cơm luôn nha. Thôi cảm ơn. Ở bên nhà còn nhiều việc lắm. Tôi xin phép, tôi về. Dạ, dạ, bà cả về. Tôi về nha. Dạ, dạ, bà cả về. Dạ. Thôi ăn cơm đi bà. Lụa ra ăn cơm luôn con. Ra ăn cơm đi con. Dạ, hai má ăn trước đi, con chưa có đói. Bà hai ăn cơm đi. Vô đi. Cha nghe má Tư còn nói đó, con làm chuyện không phải với con lụa phải không? Đã là người một nhà với nhau, con phải biết trước biết sau, biết trên biết dưới chứ. Cha không nghĩ con lớn rồi mà làm chuyện tồi bại như vậy. Cha, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm hả? Cái chuyện ràng ràng như vậy mà hiểu lầm hả? Ai cũng biết hết mà hiểu lầm mà. Nhưng mà cha thật không ngờ, cha không biết cha phải ăn nói làm sao với má con đây. Con làm cha thất vọng quá.
Dạ con mời ông. Tôi biết ông thích ăn tàu hũ nên tôi mới sai con Sen làm. Ông ăn đi cho nóng. Vậy bà không ăn sao? tôi mới ăn chén yến rồi. Ông ăn đi. Bà nói vậy thì tôi ăn. Ngon không ông? Bạn với tôi miếng nghe. Thôi được rồi, ông ăn đi. Tôi biết ông thích ăn mà. Ngon quá. Còn một miếng, ông ráng ăn hết luôn đi ông. Bạn tiếp tôi đi. Thôi mà, ông ăn đi. Cảm ơn bà nghe. Ngon quá. Dì Tư thật là chu đáo quá, luôn biết cách mừng cho ông vui lòng. Chăm sóc cho chồng á là bổn phận của người vợ mà chị ba. Ông sao bị sao vậy ông? Ông ơi, sao đây khó thở quá? Hả? Ông có sao ông không? Ông có sao không? Bay đâu? Có ông bay sao đâu? Vậy? Đưa ông vô phòng mau, nhanh lên. Dạ. Bay đâu? Ông nhanh có sao lên. Không? Dạ dạ dạ. Ủa, ông ơi. Ông sao vậy bà? Ông mau ông lên. Ông ơi. Mau lên. Đưa ông vô phòng mau lên. Lại đi. Từ từ thôi ông. Rồi, đặt đi, đặt đi, đặt đi. Rồi. Cậu đặt đi cậu. Khui đi, thì mày khui đi. Mày đi đi kìa. Rồi. Nhà cái thắng. Này suy nghĩ nè. Lâu quá. Rồi, qua. Qua không? Rồi, tới tao. Nè. Rồi lại đi cậu, đặt đi cậu ơi. Sao? Lại đây đây. Cậu cả hết tiền rồi hả? Hết tiền rồi, cho mượn ít tiền đi. Bữa này tôi sẽ lo cho cậu cả chơi. Đặt lại đi cậu ơi. Tao tới nha. Cảm ơn nha. Có tiền rồi mày. Đặt đi cậu ơi. Đặt hết. Rồi. Rồi. Khui đi. Giỡn nha cậu. Rồi. Khui. Rồi, cậu thua nữa rồi, cậu xui quá. Chơi tiếp mày. Tao còn nhiều tiền lắm nè con. Rồi, đặt vô chứ. Đặt vô, đặt vô, đặt vô đi. Ít gì cậu. Cậu đặt nhiều lên. Rồi, nhiều lên. Đi kìa. Chơi luôn, sợ mày hả? Đi. Khui mày. Rồi, khui, khui nha. Khui. Khui. Nhà cái thắng nữa. Cậu đen quá. Tao còn bao nhiêu đây nè. Chơi mày luôn. Đặt hết mày. Rồi. Đặt đi, lẹ 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 đi. Đặt đi. Lẹ 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 lẹ. Rồi. Rồi. Suy nghĩ. Khui nghe cậu. Khui. Ô, cậu lại thua nữa rồi. Mày á. Rồi tới. Ê, mày có chơi gian lận không mày? Gian đâu mà gian cậu ơi. Đĩa nằm đây, hột nằm đây, gian đầu gian. Đánh đi. Suy nghĩ lâu quá. Không chơi nữa không? Không chơi nữa hết tiền thì nghỉ. Tao. Rồi. Bữa khác chơi tiếp. Rồi rồi, tiếp đi. Đi rồi. Lấy cho tôi miếng nước. Dạ. Bây giờ bà đem cho ông uống cái thuốc này. Dạ. Đi. Thầy ơi, ông bị sao vậy thầy? Hình như ông nhà có ăn cái chất gì đó có chứa thạch cao phải không? Thầy ơi, lúc nãy ổng có ăn chén tàu hũ, sau đó ông ôm ngực kêu khó thở đó thầy. Sở dĩ ông nhà khó thở như vậy đó là do ông đã dùng phải loại đậu hũ mà có pha với mật ong. Hai cái loại này nó kỵ với nhau, khi mà ăn vào nó sẽ đóng cục trong cái dạ dày, làm cho con người khó thở. Những người mà có vấn đề về tim mạch đó, khi mà ăn phải cái chất này đó có thể gây đến tử vong. Cho nên á, thì sau này gia đình phải cẩn thận. Dạ.
Làm sao có chuyện đó được chứ? Rõ ràng trong chén tàu hũ á chỉ có nước đường thôi, đâu có mật ong gì đâu. Đây là đơn thuốc tôi đã kê, bà hãy mua và sải sắc cho ông nhà uống trong 3 ngày thì ông nhà sẽ bình thường trở lại. Dạ, thôi, dạ, người nhà cảm đừng ơn có thầy. Lo. Dạ, cảm ơn thầy. Dì ba à, dạ. Dì tiễn khách giùm tôi. Dạ. Dạ, tôi chào thầy. Xin chào. Dì thiệt là quá độc ác mà. Thảo nào hôm rồi dì sai người mua mật ong cho bằng được. Dạ chào bà Tư. Đúng mật ong thiệt tôi mới lấy đó nha. Dạ đúng mà. Đây tiền đây. Dạ. Đúng là tôi có mua mật ong, nhưng mà tôi không có làm chuyện đó. Không bao giờ tôi bỏ mật ong vô chén tàu hũ. Vô cớ tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Từ xưa tới giờ gì đâu có bao giờ mua tàu hũ cho ổng. Sao bây giờ á mua mật ong trước rồi sau đó mua tàu hũ cho ổng là sao? Chị, tôi... Nếu gì không có làm cái gì á thì sao mọi đồng ra như vậy hả? Chị đừng vu oan cho tôi. Tôi chỉ nói theo cái gì sự thật thôi. Tôi bị oan mà. Ông ơi, rõ ràng là tôi bị oan. Tôi không bao giờ làm chuyện đó, tôi không có hại ông. Tôi không có bỏ mặt ông cho chán tàu hũ. Tôi không muốn thấy mặt bà nữa. Đi đi. Ông hãy nghe tôi nói, tôi bị oan mà. Đi đi. Thấy sao ông khỏe chưa? Cậu buông ra coi. Cậu mày buông ra coi. Trời, buông ra coi. Trời ơi già mắt gì. Buông ra. Chà già này, tôi đập ông chết bây giờ đó. Tôi đập ông chết bây giờ đó. Má Tư, chuyện cha bị ngộ độc thức ăn, mọi người nói là má hại cha là sao? Tôi bị bà cả chơi khăm. Bà cả? Má có chứng cứ gì không? Không bà ta thì ai vô đây chứ? Vậy bây giờ má tính sao? Tôi sẽ không bỏ qua cho bà ta dễ dàng như vậy đâu. Nhưng hiện giờ ông hội đồng đang nghe lời bà ta, nên ông nghi ngờ và tức giận tôi, nên tạm thời tôi không làm gì được. Đợi thời gian nguôi ngoai rồi tôi mới tính. Hả?
Rót rượu đi, rót rượu đi. Cảm ơn, cảm ơn em. Cảm ơn anh. Rót rượu cho anh. Cảm ơn em. Cho em nè. Anh à. Cảm ơn ông. Vô. Em ơi, qua phục vụ khách quan nhìn chị. Xin mời. Qua đây, qua đây. Đâu, đâu, đâu. Đây, ngồi với cậu anh. Dễ dàng đâu. Đây, ngồi đây. Em qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây ngồi với anh. Uống với anh đi rồi. Ngồi đây, ngồi đây. Đó, ngồi đây, ngồi lên. Vậy đi ngoan chứ. Uống đi, uống đi. Mời, mời, mời. Cho em. Sao mấy ông ha, quán này vô đi không? Em qua kia phục vụ khách quan giùm chị nha. Mấy em ở đây cũng vui vẻ ha, nhiệt tình lắm. Rồi ăn đi, ăn đi. Nè, toàn là món ngon. Mời, 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 mời. Nè, cho em. Cho em hai tàu luôn. Sao đi. Ủa, mời cậu cả uống với em miếng dễ đi. Dễ thương, nè. Uống đi, uống đi, uống với cậu anh đi. Vô, 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 vô. Uống đi. Em có chưa, có chưa? Cho thêm em luôn. Uống cho nó vui. Tự nhiên đi. Nè, mời. Vô. Cái phần của em không cậu cả. Hả? Uống một ly với anh mới có chứ. Dạ. Uống đi em. Cần kêu thêm gì á thì gọi. Cầm lấy. Dạ, cảm ơn cậu cả. Dạ, để em còn bao nhiêu đây chơi hết đi. Được. Dạ, mời ông ạ. Cậu. Thêm ha. Đây. Dạ. Dạ, mời ông. Mời anh. Em rất thêm cho anh nữa nha. Em rót rượu cho khách quan đi. Dạ. Dạ em mời anh nè. Cảm ơn. Bởi vậy tôi mới thích tới đây là rồi. Đó. Cảm ơn em. Chưa có mấy quen phục vụ em lắm. Ngồi đi chơi với cậu anh. Dễ thương. Ngồi đấy. Dạ. Dạ, mời ông ạ. Dạ, lại đây, lại đây, lại đây. Dạ mời ông. Lại đây, lại đây. Lại đây, lại đây, ngồi với cậu anh nè. Cho em. Ngồi đây, ngồi đây. Chào em. Ngồi đây, ngồi xuống. Vô, 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 vô. Cậu sao? Thấy cái em phục vụ cho anh có chu đáo không? Có vui. Vô, 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 vô. Vô. Em dễ thương lắm. Cho em nữa nè. Dạ. Còn em. Dạ. Dạ, tụi em cảm ơn ông. Đây, 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 đây. Em nè, đó. Đây. Xoa bóp cho cậu. Xoa bóp cho cậu nè. Thế qua xoa bóp cho cậu anh. Qua xoa bóp cho cậu. Đây. Rồi mời. Vô đi, mời. Vô đi. Uống đi, nó à. Nhiều quá. Đây mời. Bà Năm. Cái gì? Vậy là mợ hai. Mợ đi về bển luôn rồi hả? Chứ gì nữa. Không thấy mợ gom đồ đi hết hả? Không để giá bộ. Mà không có mợ hai ở nhà cũng thấy nó thiếu vắng, nó buồn sao á. Thì buồn quá. Buồn. Người yêu chần chừ trước mặt đó, ở đó mà buồn. Mà mợ hai đi vậy là lỗi tại tèo hết trơn á. Làm gì tự nhiên tại tèo? Tèo với cậu hai cùng là đàn ông với nhau mà cũng không biết khuyên cậu một tiếng nữa. Vậy không ấy, Sen á. Sao Sen không đi khuyên mợ hai đi? Ủa? Bây giờ Sen nói ra câu nào là Tèo phải nói lại hả? Không nhường Sen được hay sao vậy? Con có nói gì đâu. Bà Năm thấy nè, không? Thiệt tình mày đó. Mày nhịn nó tiếng đi cho yên cửa yên nhà. Lúc nào mày cũng cãi nó cho bằng được à. Có cãi gì đâu. Hai đứa thiệt tình. Con à, khuya rồi sao con không ngủ? Có tâm sự gì cứ nói má nghe đi. Dạ có gì đâu má.
Má sanh ra con, má nuôi con thành tài. Không lẽ con vui hay con buồn bộ má không biết sao? Con nói cho má nghe đi, có chuyện gì vậy? Con à, con cứ nói cho má nghe đi. Sao vậy con? Anh sanh, anh hiểu lầm con với anh cả. Trời ơi, nó thương con á thì nó mới ghen. Mà cái dòng ghen rồi á thì sẽ nói bậy bạ. Con không nhớ cái câu sao? Giận quá thì mất khôn. Chồng con phải vậy đâu. Má nói con nghe, con phải thông cảm cho chồng con chứ. Con cứ vậy hoài, con á thì đang bầu bì, con làm sao phải tươi vui lên? Để khi sanh con ra, con mình nó vui vẻ nó mới thông minh được. Lúc nào con cũng khóc ủ rũ vậy làm sao được con? Nghe lời má đi, nghe không con? Nghe lời má, con phải vui lên, không có khóc nữa. Đến đi con.